Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay trở lại với quý vị và các bạn thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn có 3 cái lô đất khá là đẹp. Một cái lô đất đầu tiên là cái lô đất mà đã được xây 2 dãy phòng trọ. Của nó là 253m là đất cây lâu năm. Trong đó thì cộng với 179m là đất sổ đỏ, đất thổ cư. Mảnh đất này là thuộc phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Hai cái dãy phòng trọ này thì mỗi một dãy là 10 phòng và được xây khá là kiên cố và cũng khá là mới. Bởi vì cái phòng trọ này cũng là một trong những cái phòng trọ mới xây thôi. Cho nên là các cái thiết bị như điện, cửa đảng, rồi thì sơn xiếc, rồi lợp mái, rồi thì cái công viên để mà xây dựng một cái nhà trọ như thế này thì cũng là một trong những cái gia chủ người ta cũng xây theo cái lối quy mô. Và hiện nay thì gia chủ người ta đang muốn bán với cái lô đất này, với những cái dãy phòng trọ này, là giá thành bây giờ hiện nay bây giờ là đang giao bán là 1,5 tỷ. Thế thì cái vấn đề ở đây nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi là tại sao những cái phòng trọ như thế này mà nó ít người trọ. Thực ra chia sẻ với quý vị là những cái khu phòng trọ này là khu phòng trọ ở dưới chỗ khu vực của nhà máy Samsung. Thế cho nên là cái nhà máy Samsung ấy thì vừa rồi ấy là công nhân nó cũng hạn chế, nó cũng còn rất là nhiều nhưng mà nó đưa vào cái ký túc xá. Cho nên là nó hạn chế dịch, nó không cho công nhân ra ngoài nhiều. Cho nên là các cái dãy phòng trọ bên ngoài thì nó đều bị ảnh hưởng. Nếu như những cái dịch mà nó không về thì các cái dãy phòng trọ này luôn luôn kín mít. Chia sẻ cho quý vị thì từ cái dãy phòng trọ này, từ cái căn nhà này mà đến trung tâm của nhà máy Samsung thì nó chỉ rơi vào khoảng độ 500m thôi. Đấy, là chúng ta đã tới nhà máy Samsung rồi. Thế cho nên là nếu như những người đầu tư về đất thì trong cái thời gian này thì chúng ta nên đầu tư. Bởi vì cái thời điểm này là thời điểm giá nó rất là rẻ. Người ta xây những cái phòng trọ này bây giờ người ta coi như không tính nữa. Bởi vì nếu như xây phòng trọ hai cái dãy nhà này nó rơi vào 20 phòng thì vị chi bây giờ nó cũng rơi vào 600-700 triệu rồi, đúng không ạ? Đấy, còn lại đất đấy, thế mà bây giờ chúng ta bỏ ra hơn 1 tỷ chúng ta đầu tư thì nếu như theo nguyên tắc trước đây, cách đây 3-4 năm trước mà chưa có dịch Covid thì là ở tại vị trí này nó 5-6 triệu một mét đất, và bây giờ nó rẻ như vậy thì quý vị thấy không ạ? Đúng không ạ? Tiếp theo là cái lô đất thứ hai. Một trong những cái lô đất thứ hai là lô đất chưa có nhà, chưa có nhà trọ. Lô đất này vẫn là đất trống thôi. Nó có trên 400m là đất thổ cư. Và tổng của cái chỗ này nó là trên 500m. Đấy. Ở đây thì người ta cũng xây nhà trọ rất là nhiều. Nó cách một cái chợ cóc khoảng độ 30m. Và nó cách trung tâm của nhà máy Samsung khoảng 500m. Mặt tiền của cái mảnh đất này, xin thưa với quý vị, là nó có khoảng 25m về mặt tiền. Đấy. Thế thì cái đất này thì xin thưa với quý vị nó có hai mặt tiền, đằng trước có một đường, đằng sau có một đường. Và mảnh đất này là người ta đang báo giá là 6,5 triệu một mét. Đấy, 6,5 triệu một mét. Và cái mảnh đất mà vừa nãy quý vị xem có các cái nhà trọ ấy, thì nó cách mảnh đất này cũng một đoạn thôi. Mà trong khi đó là quý vị thấy không? Mảnh đất lẫy xem có nhà trọ là 253m là đất cây lâu năm và 179m là đất thổ cư. Đấy. Tôi đi vào trong này, đây là con đường đằng sau. Cái mảnh đất này nó gọi là hai mặt tiền. Và tôi sẽ đi quanh đây cho quý vị xem. Ở đây người ta xây phòng trọ. Khu vực này thì phòng trọ cũng có những nhà kín mít luôn. Nếu như người ta quản lý tốt, giá thành hợp lý thì phòng trọ vẫn cứ kín. Một trong những cái nơi mà có lẽ rằng là trước đây nó lên tới
Như những cái chỗ này trước đây nó phải 7-8 triệu một mét, và bây giờ thì giá thành nó chỉ còn như vậy thôi. Đấy, đây cái dãy phòng trọ ở bên trong đây quý vị nhìn đấy, quần áo đầy, người ta vẫn trọ rất là nhiều. Đường xá ở đây thì rất là thuận tiện, và đi lại công nhân đi lại, nhất là công nhân Samsung mà đi lại ở đây thì cực kỳ thuận tiện. Cho nên là tôi đã chia sẻ những cái lô đất, những cái khu vực để cho quý vị thấy được rằng là chúng ta lên đầu tư hay không. Với cái giá đất hơn 6 triệu một mét như vậy thì chúng ta có lên đầu tư hay không, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái mà chúng tôi lắm được thông tin, chúng tôi lắm được những cái người người ta cần bán, và chúng tôi đánh giá nó có tiềm năng. Đấy, thì chúng tôi chia sẻ cho quý vị. Chúng ta mua ở đây thì chúng ta không phải là chúng ta mua cái chúng ta bán ngay, mà chúng ta mua ở đây ấy, là chúng ta chờ cơ hội. Khi mà công nhân Samsung mà nó cứ đủ hết dịch một cái, trọn vẹn một cái là ở đây đất nó lại cực sốt ngay, chắc chắn với quý vị như vậy. Đấy, công nhân ở đây thì nó vẫn còn rất là nhiều, một số thì nó vẫn cứ trọ ở đây. Đấy, thế cho nên là cái vấn đề ở đây là tôi muốn chia sẻ là cái vấn đề nó đi vào thực tế. Ở đây thì nó rất là gần các cái tiện ích như là chợ, mà rất gần khu công nghiệp, mà rất gần coi như thế là trường học, trường hiệu cũng rất là gần. Đây, mảnh đất nó rất là to, rất là đẹp như thế này, cứ tính mét lên ăn tiền. Đấy, thế cho nên là với những cái diện tích ở đây, nếu chúng ta phân 100 mét thì nó đã rơi vào khoảng 600-700 triệu rồi một lô ở đây. Đấy, cho nên là những nhà đầu tư thì người ta luôn luôn là người ta đi tìm kiếm những cái nơi mà nó có tiềm năng về sau này. Hiện tại thì chúng ta thấy được rằng là nhìn thấy là ở đây người ta phố xá ở đây người ta cũng phát triển, quán xá người ta cũng phát triển, rất là nhiều các cái tiện ích ở đây rồi. Cho nên là chỉ có cái cơ hội cuối cùng nữa là công nhân nó đi làm đầy đủ thì đất chỗ này lại cực sốt. Đấy, và tiếp theo một cái mảnh đất thứ ba là một cái mảnh đất mà ở trong khu vực trong Z131. Mảnh đất này có mặt tiền 6m, chiều sâu là 17m, tổng diện tích thổ cư của nó là 102m. Và cái mảnh đất này thì xin thưa với quý vị là nó có giá là 750 triệu. Đấy, ở đây thì nó gần nhà máy Z, và tất cả các công nhân của nhà máy Z hay là các quan chức của nhà máy Z đều sống ở đây, khu vực này. Đấy, cho nên là cái điều kiện kinh tế ở đây nó rất là phát triển, nhà cửa ở đây nó rất là tiềm năng luôn, toàn nhà đẹp thôi. Đấy, từ cái vị trí này mà đi ra đến khu công nghiệp của Samsung nó mất tầm 700-800 mét. Đấy, nếu như chúng ta đi đường thẳng, đi đường tắt thì nó rơi vào 700-800 mét, còn nếu mà chúng ta đi đường chính của nó thì nó rơi vào khoảng độ 2 cây số. Đấy, chúng ta đi lên cầu vượt chứ chúng ta không đi chui xuống cầu chui thì nó mất khoảng 2 cây. Thế thì cái vấn đề mà rất là nhiều nhà đầu tư cũng có hỏi tôi rằng là lên đầu tư như thế nào và lên đầu tư ở vị trí nào, đúng không ạ, thì nó hợp lý. Thế thì tôi cũng chia sẻ với quý vị là có những cái mảnh đất, nếu như ở gần khu công nghiệp, như những cái mảnh đất vừa nãy tôi chia sẻ, thì nó sẽ có những cái đột biến đặc biệt. Nó sẽ có những đột biến. Nếu như công nhân đủ như những năm trước thì đất ở đây nó sẽ tăng gấp rưỡi, gấp đôi là chuyện bình thường. Đấy, cho nên là quý vị khi đã đầu tư đất, đầu tư bất động sản là chúng ta phải nắm bắt được cơ hội để chúng ta đầu tư. Chúng ta mua những cái lúc nó còn đang ế ẩm, nó còn đang hoang sơ thì tốt hơn, đúng không ạ? Sau này thì khi nó phát triển thì nó sẽ trở lên những cái mảnh đất nó có giá trị rất là cao. Cho nên là chúng tôi luôn mong muốn rằng là chia sẻ cho quý vị những mảnh đất là có tiềm năng là như vậy, để cho quý vị có cơ hội để quý vị đầu tư. Khi mà quý vị đầu tư sớm với những cái giá thành nó chỉ vài trăm triệu thôi thì sau nay mai quý vị sẽ thu về cái số tiền nó rất là lớn, đúng không ạ? Thế thì cái vấn đề đó là cái vấn đề mà rất là nhiều nhà đầu tư người ta đã gặt hái được rất là nhiều thành công. Người ta kinh doanh về bất động sản là người ta phải có sự chờ đợi về thời gian. Đấy, 1 năm, 2 năm,
Có những người người ta mua đến 3 năm, 4 năm người ta bắt đầu mới bán. Bởi vì sao ạ? Bởi vì những cái lô đất càng để càng đắt, càng để càng có giá. Đúng không ạ? Đấy. Cho nên là một trong những cái giá trị tuyệt vời như vậy thì chúng tôi cũng rất là mong muốn quý vị hãy xem và đầu tư làm sao cho nó phù hợp, làm sao cho nó chất lượng. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.